nỗi oán hận sẽ không bao giờ bị tiêu tan nếu phe anh hùng thắng trận chiến này mọi chuyện sẽ vẫn như trước giống hệt những lời đêm đó lời kêu gọi hành động dưới sự trở lại mạnh mẽ của spinner quân nổi loạn ngày càng kích động mạnh hắn tông thẳng vào bệnh viện và đang tìm đường tới khoa nghiên cứu nơi mà kurogiri bị giam giữ khi tới được nơi đó hãy phát đoạn ghi âm giọng của tomura hoặc của tên hacker lỏ này cho hắn nghe siêu năng của kurogiri sẽ chấm dứt trận chiến này thế nên hắn là nhân tố chủ chốt cần bị giam giữ quân giải phóng cũng đã tiến sâu vào bên trong mọi người đừng quên bác sĩ y tá bảo vệ tất cả mọi người cũng là những người anh hùng bọn họ không có vũ khí gì nhưng cùng với sự đoàn kết bọn họ đã quyết định ngăn cản bọn chúng vào sâu bên trong lúc này lũ dị nhân đó cũng nhớ lại những lời của anh bạch tuộc khi phe anh hùng đột nhập vào bệnh viện hành động đầu tiên của họ là đảm bảo an toàn cho tất cả bệnh nhân và nhân viên còn các người thì sao các người có tính đến tính mạng của họ không tốt nhất là có đến lúc đó những con người bị hao mòn ý chi cuối cùng cũng vỡ lẽ ra hành động của mình Spinner đang chạy nhanh chóng đến khoa nghiên cứu, đến nơi, hắn đập mạnh vào cửa rồi tự hào vì mình có thể lãnh đạo cả một đội quân. Nhưng từ xa sau, Present Mick đã đến, anh ấy dùng siêu năng của mình gọi mạnh tên Shirakumo. Dành cho ai chưa biết, Kurogiri chính là nông mưu cấp cao do ông tiến sĩ điên thí nghiệm, cơ thể đó chính là của Shirakumo. Người đó là bạn thang của Present Mick và thầy Aizawa, âm thanh kinh khủng đó đã làm vỡ tan nát khắp khung kính và kèm cả máy ghi âm mấy phút trước. Khi biết Spinner xông vào bệnh viện, Present Mick đã lập tức đuổi theo và cần mọi người ở lại giữ chân không cho đám thuộc hạ của chúng bước vào. Đột nhiên có một tên nào đó tiến công lén từ phía sau, nhưng có một anh dị nhân dùng tay để chặn lại chiếc diều đó mặc dù nó khá đau đớn. Người đàn ông đó chính là người đã giác ngộ được những lời anh Bạch Tuộc nói lúc đầu, anh đã để cơn giận đi sai hướng. Lúc này, thằng mông nói lắm cũng nhảy vào thao túng. Hắn nói rằng, kẻ nào từng phớt lờ tình cảnh của chúng ta đều là kẻ địch, như lần này, đám người đó cũng không còn ngu nữa. Bọn họ đã bị đánh đập vô cớ, chỉ cần nhớ lại hình ảnh đó là máu họ lại sôi lên chúng đến bên cạnh anh bạch tuộc liệu anh có chê cười bọn họ vì hay thay đổi không khi nghe nói về lời kêu gọi hành động họ đã rất phấn khởi còn cho rằng giữ im lặng là phản bội giờ đây đám người đó muốn đảo lộn cả xã hội này vì tội đã quay lưng với chúng trong bệnh viên này có bệnh nhân và các y bác sĩ cố gắng bảo vệ bệnh nhân của họ tất cả mọi người đã đứng im bất động bọn họ không còn ý chí chiến đấu vì cuộc chiến vô nghĩa này nữa anh bạch tuộc cũng xúc động bởi lời nói chân thành đó giải quyết được một phần gánh nặng nhưng chưa xong mục đích của phe phản diện chưa chấm dứt. Kurogiri từ lần đó vẫn chưa từng động đậy, có thể cậu ấy đã tổn thương tới mức không thể cứu vãn được nữa, tâm trí Spinner đang dần trống rỗng. Cơ thể hắn không nghe theo sai khiến, không hoàn thành mục đích của mình, theo kế hoạch chia tách ác nhân của chúng ta. Thì đây là biện pháp cuối cùng, nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp của cả ba người, Shirakumo thì đã chết. Aizawa đã mất một mắt và một chân, nếu Kurogiri không còn là Shirakumo thì hãy biến mất và trở thành ký ức đẹp, đừng trở thành một tội đồ của phe ác nhân nữa. Đang tính hạ gục Kurogiri thì Spinner bật dậy và gắn bàn tay do Onfor One tạo ra lên mặt Kurogiri. Present Mix đã muộn một bước. Spinner đã bất tỉnh và thay vào đó Kurogiri đã được tái sinh. Hỏa lực của Dabi đang lan rộng từ từ với phạm vi cực lớn. Todoroki đã chạm đến giới hạn sau đòn cực mạnh đó. Mọi người giờ đã kiệt sức, nhưng Toge vẫn tràn trề sức mạnh. Anh ấy không định đánh với Todoroki mà bay thẳng đến chỗ ông già của mình. Điều này đã vượt qua sức mạnh ý chí và dòng máu trong người hắn cũng chính là lúc Kurogiri vừa được thả tự do, hắn liền dịch chuyển Toga về nơi All For One đang giao chiến. Cuộc chiến ở pháo đài trên không cũng đang gây go, trời mưa to gió lớn làm anh đầu cá khó điều khiển siêu năng của mình. Kurogiri và Present Mick cũng đã được đưa đến đây nhờ cổng dịch chuyển, trở về nơi này, Dabi đã đến được chỗ của ông già mình. Còn nữa, Toga Himiko đã nhân bản hang loạt tên đeo mặt nạ này và Kurogiri đã đưa hắn đến đây để trả thù Hawks. Mấy phút trước tại hòn đảo đó, cuộc chiến đánh ghen của những người phụ nữ đang diễn ra, muốn hạ gục ả điên này phải cần ít nhất bốn anh hùng hỗ trợ lẫn nhau một vài tên nomu đã bị anh hùng cá mập đánh lại anh phát hiện ra những tên này có có siêu tái tạo số lượng ác nhân đang suy giảm vậy thì chỉ cần giữ chân nomu cận công an phường cấp là kết thúc được trận chiến với sự thiếu hụt nhân lực này toga himiko nhất định sẽ bị bắt với lượng máu của jin cô ta có thể biến hình từ 30 đến 40 phút mà dù có uống để áp đảo quân số thì toàn bộ số lượng jin đều bị mắc kẹt trên đảo này như vậy thì rất phí phạm vì hết sự lựa chọn nên cô ta bắt buộc phải uống máu của Jin trong lúc Himiko đang chuẩn bị ăn lọ máu này. Thì Suzu đã nhanh chóng dùng lưỡi của mình để phá hủy chúng, dường như cô ta biết được dự định này nên đã dùng lọ thuốc giả để dụ cô ấy. Đó là chất hấp dẫn Nomu mà ta lấy từ chỗ của ôn One, và rồi, lòng oán thì của cô ta đã tạo ra kỳ tích, cánh cổng dịch chuyển đã được mở ra. Toga Himiko trong than xác của Jin đã trở lại để trả thù Hawk số lượng phân than vô hạn đã áp đảo quân số bên phe anh hùng, liệu phe anh hùng sẽ ra sao? Sau khi Toga Himiko xuất hiện thì cô ta muốn bắt đầu từ Hawks và sẽ diệt hết tất cả anh hùng ở đây. Khi nhìn thấy Himiko xuất hiện thì thanh niên Hawks ở dưới cũng chả ngờ tới là cô ta còn giữ máu của Bubai Gawara. Mặc kệ điều đó thì Himiko vẫn chui ra mà nhớ tới lời của thanh niên kia nhắc nhở cô phải tiếp tục sống để cho tụi anh hùng ăn hành dù tương lai mình có ra sao. Quay trở lại thì Himiko đã xuất hiện và quyết dồn ép tất cả đến phút cuối cùng. Từ trong cánh cổng đó thì Ochako và con nhỏ Froppy cũng chui ra từ đó thấy được cả hai nhỏ kia thì Himiko cảm thấy tụi này dai như đỉa và cô cũng không còn là cô gái ngây thơ đắm chìm trong tình yêu nữa. Tụi anh hùng ạ, à, tất cả thứ này khi xuất hiện cũng đã làm xáo trộn mọi thứ trong lúc này. Tất cả đám ác nhân đang lao đến tấn công tất cả anh hùng và bọn họ cũng chẳng thể nào phản kháng được và đang tìm cách chạy đi. Phía trên cao thì Ochako và Froppy cảm nhận được không chỉ có Toga, Himiko và Kurogiri mà còn có cả Dabi nữa. Từ phía xa thì Sukuyomi và Earphone Jack cũng bay đến nơi của hai người họ. Lúc này thì ở phía dưới cuộc chiến đang rất hỗn loạn đột nhiên froppy thấy tai kiyoka bị thương liền hỏi cô nhưng mà kiyoka lại cảm thấy may mắn hơn vì đấu với ma vương mà chỉ thiệt hại thế này thôi là may mắn lắm rồi sau đó hai phe sang đây từ cùng một cổng dịch chuyển vậy là đội quân twice đó do toga đã biến thành cứ đà này thì ochako cảm nhận được đội quân của toga sẽ tràn ngập khắp nhật bản mất nhưng ngọn lửa của dabi thì lại quá mãnh liệt còn toga lại mặc kệ ngọn lửa và tiếp tục nhân bản nhưng chúng ta chỉ có thể chạy trốn ở phía dưới Endeavor mặc dù đã bị thương và mất một tay nhưng lại vẫn cố gắng để ra sức chiến đấu với tụi nhân bản. Đột nhiên anh ta nhìn thấy ngọn lửa phía trên ngực của Toya và chắc rằng đó là đòn Phosphor mà Soto đã nhắc đến. Nhưng mà Toya lại cảm thấy những gì mình đang làm là muốn trả thù lại tất cả cho Endeavor đã cướp mất đi của mình và hắn sẽ trả lại xác của Soto cho ông ta. Từ phía xa thì Shiragaki đang theo dõi tình hình mà cảm thấy lần này rất có lợi cho hắn ta bởi vì mọi yếu tố đang hội tụ theo chiều hướng có lợi cho hắn và Kurogiri hẳn là đã tự mình tới chỗ Tomura thế nên hắn quyết sẽ lợi dụng sự hỗn loạn này để đến chỗ Tomura cướp đi năng lực của cậu ta. Sau đó Shiragaki dùng sức mình bật lên để lao đến chỗ Tomura thì ngay lập tức đã bị Hawks cản lại. Thay thế thì Shiragaki chả hiểu sao thằng này lại không muốn nghe lời chăn chối của Bubai Gawara. À. Nhưng Hawks đã nhận ra rằng đảo ngược có giới hạn thời gian thế nên việc đếch gì phải mất thời gian với nó. Sau khi biết được Hawks đã nhận ra thì Shiragaki cũng nói về việc cơ thể của Himiko vẫn chưa hoàn thiện. Nghe xong Hawks liền báo với Endeavor rằng kế hoạch chia cắt và hạ từng tên đã thất bại và sức nóng cứ tăng thì mọi người sẽ không chiến đấu được. Nếu chúng ta thua trận thì chúng sẽ kéo qua chỗ Deku và Shigaraki, thế nên hãy ngăn cản Toya lại. Thấy Endeavor đã mất một tay thì Shigaraki chắc rằng anh ta sẽ sớm bị hạ gục sớm thôi. Nghe được điều này thì Hawks liền quát to lên vì hắn đã bị bọn này đánh bại một lần thì không có lý do nào trận này sẽ thua. Quay trở lại thì Toya lao đến chỗ Endeavor với tốc độ nhanh chóng, thấy thế thì Endeavor cũng tung đôi cánh của mình và sẵn sàng để ngăn cản Toya lại. Phía bên kia thì cánh cổng đã mở ra, Yamada và một số tên ác nhân cũng được dịch chuyển đến, tất cả bây giờ đang chìm trong hoảng loạn. Và phía dưới thì Deku vẫn đang cố gắng đối mặt với tên ác nhân, với sức mạnh của hắn thì đã tạo ra vụ nổ lớn làm ảnh hưởng sụp đổ đến đường dây điện của nhà máy. Tất cả bộ phận của nhà máy cũng đã mất kiểm soát và không còn khả năng có thể bay được nữa. Cả hệ thống đều bị xâm nhập và cả hòn đảo trung tâm kiểm soát cũng đang bị tấn công, Phantom Thief cũng không thể tiếp tục nhiệm vụ và Erasure không duy trì được nữa. Cứ đà này thì Old For One sẽ bị thoát ra khỏi đây mất, theo suy đoán của hệ thống thì nếu UA rơi xuống thì hắn ta sẽ tàn phá cả Nhật Bản mất. Trước mặt của Deku thì All For One đang đứng yên bất động, rồi hắn ta nở một nụ cười man dợ rằng bản thân hắn vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Điều này làm Deku nhớ ra rằng Shigaraki vẫn đang còn tồn tại trong cơ thể hắn ta. Nghe xong All For One liền chứng minh rằng mọi thứ bây giờ với hắn là bất bại và bản thân mình chính là ác nhân. Bên dưới thì những tên ác nhân đang điều khiển xâm nhập vào hệ thống của UA và tất cả chả là cái thá gì với bọn chúng thế nên tất cả lũ đần và bọn anh hùng chấp nhất với chế độ cũ đều phải bị quét sạch vì sự nghiệp giải phóng hiện tại thì deku đang cảm nhận được ua tiếp tục rơi xuống dưới nếu nơi này đâm xuống mặt đất thì nhóm iaozorozu bên dưới sẽ toang cả đám mất đồng thời cậu cũng phải để mắt tới kurogiri để ngăn hắn cứu thoát shigaraki hiện tại sức lực của deku cũng đã cạn kiệt và không thể nào thở nổi đó cũng là tác dụng phụ khi tăng sức mạnh bằng biến tốc của cậu các tế bào của deku bây giờ cần nghỉ ngơi nếu không thì cơ thể cậu sẽ thiếu oxy đột nhiên đệ thất xuất hiện cậu ta thả lỏng cơ thể và anh ta cũng nhận ra một điều rằng mối hợp nhất của chúng tồn tại một vấn đề nghiêm trọng one for one và one for one đang tương tác với nhau nên mỗi bên có thể nhìn thấu đối phương và có vẻ lúc này hắn không thể điều khiển cơ thể mình thế nên đây là cơ hội thích hợp để hạ hắn ta khi hắn không tận dụng được sức di chuyển nghe xong deku cũng gắng gượng hết sức để đứng dậy ở bên dưới thì hệ thống của bọn ác nhân đã bị đột nhập thành công điều này làm cho hắn ta há hốc mồm đó chính là labrava đang gõ máy ở phía trên để xâm nhập lại hệ thống Bên trong căn nhà lúc này La Brava cảm nhận được lúc bản thân bị nhốt một mình ở trong nhà. Cô đã theo thói quen, sau khi truy cập vào máy chủ của tập đoàn Feelgood, thì cô ta đã thay hết quảng cáo thành mèo mắt to, với đoạn mã siêu dài và hàng loạt biến thì đã làm tên sát nhân bên kia há hốc mùng luôn. Với thói quen lập trình của cô ta chẳng khác gì hồi đó, thì xung quanh hắn ta đều là mèo, điều này làm tên ác nhân kia nhớ lại quá khứ của mình bị con nhỏ này báo tốn biết bao nhiêu tiền thiệt hại sau đó thì hình mèo loli cũng đã xuất hiện trên tất cả màn hình của hắn ta và làm mất kiểm soát hệ thống thấy vậy hắn liền lấy ra hệ thống ua của mình mà sách đi ra khỏi hang để chạy thoát cho khỏi bị bắt hòn đảo ua bây giờ vẫn tiếp tục rơi làm cho mọi người cảm thấy hoảng sợ mặc dù thế thì la brava đã hết cách vì vụ xâm nhập vừa rồi đã phá hoại gần như toàn bộ hệ thống của hắn và cô cũng đang tạo một chương trình mới toanh để các bộ phận còn lại có thể giúp nơi đó tiếp tục lơ lửng thế nhưng không kịp nữa rồi thấy thế anh kia liền nhớ lại việc tội ác của mình ở quá khứ nhưng mà cần phải rút được bài học từ nó bên trên hòn đảo thì ôn pho oan đã gượng được dậy mà cảm thấy trận chiến này đúng là của anh hùng và ác nhân bên trong khu điều khiển thì tất cả đã mất kiểm soát và hòn đảo cũng sắp rơi xuống dưới bởi vì thấy khả nghi mọi người liền chạy ra ngoài thì đám toys đã bám lấy tòa nhà điều khiển hệ thống phía bên trên những anh mỹ đen thấy được cảnh này cũng chẳng biết làm gì với tụi ác nhân vì có thể ảnh hưởng đến đồng minh nếu mà bắn chật bên dưới thì một thanh niên nào đó đang di chuyển trên không để hướng dưới hòn đảo còn tụi hacker lỏ đã bị anh hùng chặn lại ở cổng hang khi bị lộ vị trí sau đó thanh niên chó sói tiến lên bỏ bịp mõm của mình ra và chắc rằng sẽ đánh cược tất cả vào trận này còn la brava đã hoàn thành xong hệ thống gentle tâm đắc nhất của cô ngay sau đó ông ta quyết sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình bên kia khu quân đội thì con quái vật đang tàn phá tất cả và tụi tù nhân cũng được thả ra sau đó tên trùng rời đi mà yêu cầu tất cả làm gì tùy mình ngay lập tức bọn tù nhân liền trở nên khoái chí thì đột nhiên một ông già xuất hiện ông ta nhắc đến chuyện thanh niên kia nhắc mình về việc một số người nói cuộc đời không cho họ cơ hội thứ hai vì họ không đủ quyết tâm làm lại cuộc đời hoặc quá nóng vội và chỉ muốn có ngay kết quả nghe xong ông ta cũng biết bản thân mình đi sai đường thế nên ông ấy quyết định đứng ở đây để ngăn cản các tù nhân khác lại nhớ đến lúc đánh với deku thì ông ta đã nhận ra được bản thân mình nên làm gì quay lại lúc ở nhà tù quản ngục đã đến và nói với ông lão rằng bảy nhà tù bị tập kích đây là nhà tù duy nhất mà tù nhân không trốn thoát đó là nhờ ông lão tobita và ước muốn của ông là để gặp lại la brava trở lại hiện tại thì ông lão Tobita đang dùng sức bật của mình để lấy đà. Điều này cũng làm La Brava nhớ lại lúc gặp ông Tobita và cả hai đã cảm nhận được hạnh phúc của mình vì càng thân càng nhớ nhung nhiều. Sau đó ông lão bật hết sức lao thẳng đến hòn đảo UA để đỡ lấy nó lên, và lúc này ông ấy cũng đang cảm nhận được Deku đang chiến đấu hết sức vì mọi người. Nhớ lại quá khứ thì hồi đó ông ấy cũng đã cứu lấy một người đang rơi xuống, thế nên bây giờ ông ta muốn cố gắng để cứu lấy tất cả mọi người. Sức mạnh bạt nhún của ông Tobita đã đỡ được lấy hòn đảo, thấy được cảnh này thì deku cũng nhớ ra là ông lão đó mà bật khóc vì đó là gentle còn on for one bây giờ hắn ta cũng đã lấy được cân bằng của cơ thể mình trên mặt đất nhưng mà bây giờ nếu hắn ta chạm tay xuống mặt đất thì hơi toang đột nhiên có một tia laser bắn ra làm đứt tay on for one điều này làm deku phải chú ý đến hướng bên kia đó chính là con nhỏ tóc tím đang chĩa súng về hướng phía hòn đảo